Đây rồi các bạn ơi, sáng sớm này thì bây giờ là chị em tôi lại bắt đầu là cuộc hành trình đi sang thị trấn Y Tý à? Trung tâm xã thôi à? À thế thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu đi sang trung tâm xã. À, các anh chị đi trước rồi, bây giờ là còn lại ba anh em à, đi xe máy, bốn à, bố chị em, đó là bà bán phở nữa. Đến chưa, chuẩn bị xong chưa? Ok, Chiến. Cha họ Phạm bắt đầu là đang vào trong nhà, lại vào trong nhà sao? Ai phương tiện của chúng ta đây? Ghét kìa. Thấy có mấy cái cây cỏ này đẹp lắm các bạn. Đi rồi. Đi liền nhé. Lâm mây. Đây là số mây mù sáng sớm của khu vực nhà Homestay Cloud này nè. Rồi, chị em chúng tôi bắt đầu đi thôi. lên rồi bắt đầu nha các bạn nha. Bây giờ là 7 giờ nhé các bạn. Ủa, tối quá. Giọt giọt sang hay sao ấy, hành nước ấy. À. Ai cả hai không đội mũ à? Rồi. Đợi sự có. Đi. Đây là nhà người Mông đây đúng không? Đúng không? Đây có phải nhà người Mông không? Còn bên này là trường học, trường à?
ngoài thang à? Cứ đi xuống đi, cứ đi đâu bây giờ đi đâu, nghĩa là đi đâu? Xuống ngải thầu. Học thầu á? Cứ đi đi, cứ đi, cầm 5 cây. Ừ, cứ đi đi. Bây giờ hỏi hỏi mấy chị này thế nào? Đi đường nào? DVD.